Ngày 11 tháng 9, các y bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh khoa sản, bệnh viện Vũng Tàu tổ chức ngày đầy tháng ấm áp, trang đầy tình thương cho bé gái sơ sinh mồ côi mẹ, không có người thân đến nhận. Trước đó, ngày 12 tháng 8, chị gái sinh năm 1984, một mình vào viện sinh con. Đến ngày 18 tháng 8, chị gái mất vì trong người mang nhiều bệnh nặng. Cháu gái sinh non trước 37 tuần và chỉ nặng 2 kg. Đáng thương là chị gái không có nghề nghiệp ổn định, sống trọ một mình ở Vũng Tàu, không có người thân. Bệnh viện Vũng Tàu gửi đi thông báo tìm người thân của cháu bé. Thế nhưng một tháng qua chưa có ai đến nhận cháu là người thân, là bà con. Vậy là khoa sản, bệnh viện Vũng Tàu thành ngôi nhà đầu đời của bé gái sơ sinh mồ côi mẹ. Những y bác sĩ, điều dưỡng, hồi sinh trở thành người mẹ, người cha, người thân thuộc của cháu trong một tháng qua. Nữ hồ sinh Trần Phú Hoài, điều dưỡng trưởng khoa sản, chia sẻ rằng Mọi người trong khoa và bản thân chị rất thương cháu, chăm sóc, nuôi nấng em bé như con, như cháu của mình. Với tình yêu thương, sự chăm sóc, nâng niu của những người như nữ hộ sinh hoài, đến nay sức khỏe của cháu bé đã tốt, cân nặng 2,8 kg và đã uống sữa ngoài, ai cũng vui mừng. Bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng, trưởng phòng công tác xã hội bệnh viện vũng tàu cho biết trong một tháng qua bệnh viện nhận được nhiều cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe hoàn cảnh của cháu nhiều nhà hảo tâm gửi sữa tả lót cho cháu và có một nhóm nhà hảo tâm đã xin lo cho cháu đến khi cháu về nơi ở mới